Sáng nay tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp. Về tình hình thi hành hiến pháp, theo báo cáo của Chính phủ, ngay sau khi kết thúc kỳ họp của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ phối hợp với các cơ quan lập danh mục ban hành văn bản quy định chi tiết. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ xây dựng ban hành 129 văn bản quy định chi tiết, trong đó có 58 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực, còn nợ ban hành 14 văn bản. Qua so sánh cho thấy số văn bản nợ ban hành đã giảm 14 so với năm 2020, nhưng tăng 6 văn bản so với năm 2021, 3 văn bản so với năm 2022. Đánh giá bước đầu, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Pháp luật tán thành với những kết quả đạt được theo báo cáo của Chính phủ, tuy nhiên cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình ban hành các văn bản quy định chi tiết còn nợ. Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho rằng, qua khảo sát thực tế tại địa phương, công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và bộc lộ một số hạn chế. Số lượng và chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật biết ngôn ngữ dân tộc thiểu số, nhất là đội ngũ có kỹ năng nghiệp vụ, hiểu biết về văn hóa, tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế. Cái thứ hai là một số cái nội dung phổ biến giáo dục pháp luật chưa sát với nhu cầu của đồng bào. Việc sử dụng công nghệ để tự tìm hiểu thông tin qua sách báo, các trang thông tin điện tử, internet thì còn rất là hạn chế. Đối với nội dung về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đại biểu Đỗ Đức Hiển, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật bày tỏ băn khoăn khi con số thực thi mới chỉ đạt trên 30%. Tại hiện nay chúng ta có 1.086 cái thủ tục hành chính thì đã có phương án, thế nhưng mà thực thi thì mới được có 351, như vậy là tính ra mới được có 32%. Thì tôi thấy rằng là như vậy thì cái tỷ lệ nó khá là thấp. Mà tôi cho rằng là cái công tác thủ tục hành chính liệu có trầm xuống hay không? Trầm xuống so với cái thời gian trước hay không? Thậm chí là có những quy định thì chúng tôi thấy là được phản ánh là có vướng mắc. Thậm chí là Chính phủ có hẳn một cái nghị quyết là có cái phương án giải quyết từ năm 2018. Thế nhưng mà đến nay thì vẫn chưa được sửa đổi bổ sung. Thì tôi chưa hiểu là vậy thì trong cái thì đề nghị các đồng chí làm rõ cái nguyên nhân. Cùng với đó, các ý kiến cũng đề nghị Chính phủ cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hợp lý đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, cương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục luật định trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết. Thứ 6 của Quốc hội.